งเขาบอกว่ายังขาดอยู่โอเคไม่เอาไม่เอาที่อยู่ที่เบรนะไม่ไม่ซื้อเราใจสายหลายที่เลยใจvừa nắng vừa mưa ha quý vị. Đây lấy hiền luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cáp treo ha. Phía bên đây á là cái khu vực mà cáp treo, chúng ta đi thẳng chỉ một cáp thôi. Còn bây giờ thì quá tải rồi, chúng ta sẽ đi ngay khu vực mà để... phía cuối đường ra khu ao mới. Ok. Đây vừa nắng vừa mưa ha quý vị ha. Thời tiết ở Bà Nà rất là ngộ ha. Ừ, hồi sáng giờ tái cũng vậy. Không biết là bao nhiêu cảnh rồi. À, thêm cái nữa là sao nhỉ? Mình đi bây giờ là 4 giờ đúng không? Đúng rồi. 4 giờ nãy chiều. Em nói cuối đường đúng không? Cuối đường. Là cái chỗ lúc nãy á. Đó. Chỗ lúc nãy mình đi á. Đây để Hương quay cho. Nít đi lên kìa. Đi theo tam hướng tam giác anh ấy. Đi lên. Đúng rồi. Vậy mới đủ cây dù che cho ba đứa được. Bà Nà Hill như là một cô gái động đảnh. Sáng nắng chiều mưa. Tối ướt nhẹp. Hiền có bị ướt không? Đi xịn vô. Nít đi lên trên xíu cho cô Hiền đi nè. Gần tới rồi hả? Mệt quá chạy luôn. Một cây dù mà cho ba người đi. Nói chung là đi một ngày cũng không đủ, không hết đâu. Mình đi mình chắc mình tốn nhiều thời gian vì chụp hình á. Quậy thông tin đây. Nít nôn quá. Khôn quá à, thông minh quá à. Rồi. Nhà hàng nè. Araban. Đây. Đi đâu nữa? Xuống dưới. Xuống dưới đúng không? Đi vô đây nè, ở đó mà chạy. Đi vô con. Rồi tới rồi. Rồi cũng là hết mưa rồi. Lại cái ga cũ lúc mình lên đúng không? Dạ. Ướt hết dài rồi. Không sao. Dòng trời không sợ mưa rơi, không sợ ướt dậy. Đây, hướng cáp treo đi vô đây nè. Đi lại nơi bắt đầu. Gì đây? Ở ngoài đây. Ta phải gặp dù nữa, mấy người đi không, mấy người không biết gặp dù lên nữa, nói chậm. Cái cáp đó mà đi xuống luôn mới khỏe, cái cáp kia xíu đứng mình biết đợi phê luôn á. Mình đi xuống là mình phải đi nhanh xuống liền á. Người đó khó đứng đợi mấy người đó thì mình xuống cái cáp kia rồi mình đi thẳng. Nhưng mà sợ cái cáp kia đợi nhiều cũng biết không? Cái cáp này nếu mình chờ là mình đi một lượt xuống là chắc ăn luôn. Còn cái cáp kia mình còn đợi một lần nữa. Hiểu không? Đâu rồi, người mình đi cáp kia. Sợ cái cáp này bây giờ cũng đang đông nè. Ừ. Bà chạy thôi. Xếp hai hàng. Ở đây là mọi người đang đợi đòn hay sao? Bye bye.
Ngồi một bên thôi. Ờ. Có lo anh vừa mà xin chơi này mới đi nạp đẹp. Có nạp đẹp. Nó bổ mình đâu này. Bây giờ mình xuống mình là mình hy vọng là mình không bị đợi cái kia lấy cái gì đi đâu có bao nhiêu phút à điều đi hơn rồi bây giờ là xuống khu dây đặc còn nhiều ok bây giờ chúng ta đi ra lối ga rồi đi tiếp ha đi xuống ra bậc đô hướng về Đà Nẵng. Cầu Vàng. Đi. Đi ra Marseille ha, hướng về Đà Nẵng ha. Wow. Khá là đông. Mọi người đang đợi từ từ thôi hết rồi xíu té à từ thôi. Bạn kia đi à. Hello. Hello. Rồi. Tới ga rồi. Chúng ta đi xuống. Nước còn không? Du học sinh tiếng Trung ở Việt Nam. Wow. Bây giờ ta đã làm gì rồi? Wow. Yeah. Oh, let's go. Oh. Woo. Wow. 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 啥都看不见。烟雾。你在直播吗？妈，我踢鬼来的时候对吧？对啊。直播的。结果呢？被抓包。哈哈哈！来，金特特。跳起来。
suối tàu. Sao sao à? Nhảy lên cao xong chấm đầu dưới đất. Cấm cấm đầu gối dưới đất hả? Bạn ở Trung Quốc, ở nào đó? Shenzhen, Shenzhen. Không biết à? Đó, Thẩm Quyến là phụ chủ trại cầu gì đó hả? Không, Thẩm Quyến là ở Quảng Đông, Quảng Châu, Quảng Tây. Thẩm Quyến người gì? Hỏi Quảng, người Quảng. Người Quảng. Hỏi chị có đi Hội An chưa? Ủa, chị có đi Hội An chưa? Nhưng mà sư con Hội An của chưa? À, cả mấy. Cả mấy. Wow. Đi mấy ngày? Mình chắc sẽ đi Quảng thôi, chị kia. Hai ngày. Hai ngày nữa. Làng cơ. Làng cái đầu này mới làm cơ, còn đầu ý chí chưa ạ? Đúng, đúng. Đồng nghiệp. À. Hình peo làm. À, ai chị cũng đẹp. Mình tập nói tiếng Trung, bạn tập nói tiếng Việt, vui á. Duyên tập bạn, khi mà mình nói được một ngoại ngữ, mình cảm thấy nó vui vui ha. Giờ đỡ sương mù hơn rồi nè. Các khúc đỡ trên trên thành phố nào? Hồ Chí Minh. À. Hỏi anh nghe bạn gì? Chi chi hơi xí chiều, rồi hơi xí quả. À, hơi xí chiều. Chị bà mới quẩy Hồ Chí Minh mà. Ăn đám cưới hả? À. À, nói ăn đám cưới hả? Đi đi à, thay rồi. Đi đâu rồi? Hả? Hiểu đúng rồi. In đen đen. Chừng hơn 10 phút ha, thì bắt đầu sương mù nó đỡ dày hơn. Và đây là cảnh khoảng hơn 4 giờ hả cả nhà. Đi lên đường nào đi về vườn đó, hai ga giống nhau. Marseille với lại Bordeaux, hai ga. Từ Marseille lên Bordeaux thì khoảng chừng 3 phút thôi. Còn cáp treo đi xuống thì cũng lâu, mười mấy 20 phút. Giống như cái chỗ mà giảm sóc trên đường bộ. Mấy cái lằn cằn. Này quay cảnh này giống như tiên nữ đang hạ trần. Đang bay là la xuống nữa. Gặp lại cả nhà. Không biết những video nào đây. Hết Bana rồi, Lý Hương là với lại Lý Hiền là
khăn gói ha, quả mướp đi về Sài Gòn rồi. Tối nay thì có mặt tại Sài Gòn. Bye bye cả nhà. Bye bye bà Na Hiếu. Bye bye.